Anh trai ơi, bạt ngàn để cho anh lựa chọn. Em sẽ quay cái cây, một cái cây. Sau đó anh thích cái cây chậu 5 màu thì để em chọn cho anh cái chậu nào đấy nó có đủ 5 màu nhá. Cái chiều cao của cái cây nó cao khoảng tầm 1m2. Trong cái chậu, chậu này đường kính khoảng tầm 40 ạ. Và hai nữa là các cái cây đấy, cái gốc của nó cũng khá là to đấy ạ. Ghép nhanh nhá. Có một cái cột sắt để đỡ. Màu rất là đẹp luôn. Đúng lại là tuyệt vời đẹp luôn. Còn rộng nhiều như thế này ấy thì rất là nhiều. Em sẽ chụp một vài cái cây xong rồi để cho anh chọn. Đây, quay qua để cho anh thấy. Nhiều vô kể. Rất đẹp. Màu đẹp lắm ạ. Màu nó tươi, nó rực rỡ luôn. Trắng này, đỏ này là 2 này, hồng là 3 này, vàng là 4 này. Tím là 5 ạ. Nhiều lắm. Anh thích thể loại mà nó như cái cây này cũng đẹp này, cây này cũng rất đẹp này. Đó, nó rực rỡ luôn. Gốc cây nào nó cũng khá là to nhé. Gốc cây này to đẹp này anh ạ. Mối ghép chắc chắn. Cây này đẹp quá. Để sao em chụp cái cây này cho anh. Nhiều nhanh nhá. Anh thích cái cây mà gọn gàng như này thì là có cây gọn gàng. Còn cái cây này lỏng ngỏng các bông ra thì rất đẹp.